Lê Ngọc Tú, hành trình kỷ lục gia và chuyến đi thật xa để trở về. Sau 4 năm, Lê Ngọc Tú đã trở lại đội bóng đầu tiên anh khoác áo tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, Hồ Chí Minh City Wing. Với Tú Kobe, đây là bước đi cần thiết đối với sự nghiệp cũng như cuộc sống. Chắc hẳn những người yêu mến VBA nói chung, cũng như người hâm mộ Lê Ngọc Tú nói riêng, đều nhớ đến những gì mà tay ném sinh năm 1990 đã làm sau kỳ World Cup 2018. Không đạt được thỏa thuận bảo vệ với Sài Gòn Heat, nhưng vẫn trở thành lượt pick của chính đội bóng này. Tú Kobe đã tính tới chuyện từ bỏ VBA. Mình muốn thi đấu, nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản. Có những thứ dường như đã được định từ trước, nên chẳng thể thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay. Nhìn lại thì, quãng thời gian qua, mình đã thi đấu xuyên suốt, đã thấm mệt và đến lúc cần nghỉ ngơi. Thật khó tin rằng, đó là những dòng chữ đến từ một cầu thủ 28 tuổi, đang ở trong những ngày tháng đỉnh cao của sự nghiệp. Trước đó, Tú Kobe là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, giành danh hiệu Local MVP ở mùa giải 2016 và là thành viên trụ cột của đội tuyển quốc gia. Không ai hiểu rõ động cơ và mục đích phía sau bức tâm thư trên Facebook của Ngọc Tú. Nhưng có một điều chắc chắn là anh đã không còn có thể đứng về phía tình yêu với trái bóng cam. Anh sẵn sàng hy sinh cơ hội được thi đấu dài hơi trong nhiều tháng liên tục, điều mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều ao ước. Người hâm mộ VBA bắt đầu lo lắng, nghĩ tới viễn cảnh tay ném này sẽ đi theo con đường của người đồng đội tại tuyển thành phố Hồ Chí Minh, Lai Sương Thành. Hậu vệ dẫn bóng này đã từ bỏ đấu trường VBA danh giá để tập trung cho tuyển thành phố Hồ Chí Minh cũng như công việc kinh doanh cá nhân. Rất may, điều đó đã không xảy ra. Một cuộc giải cứu đã đưa Lê Ngọc Tú trở thành một phần của Hà Nội Buffalo. Sau nhiều năm chinh chiến ở mảnh đất Sài Thành, anh quyết định chấp nhận lời mời của đội bóng thủ đô và Bắc Tiến. Dường như môi trường thi đấu mới lạ đã giúp Tú Kobe tìm lại niềm cảm hứng suýt nữa đã bị dập tắt. Anh trở thành trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Todd Bird và là tay ghi điểm nội binh chủ lực, góp công giúp đội bóng này vào tới chung kết VBA 2018. Chắc chắn người hâm mộ châu thủ đô sẽ không thể quên được màn trình diễn rực cháy của Ngọc Tú tại CIS. Khoác lên mình chiếc áo chắp vá, anh thả 33 điểm vào rổ của Sài Gòn Heat. Con số kỷ lục đối với một nội binh và hẳn nhiều cầu thủ gốc Việt cũng chưa thể chạm tới cột mốc này. Mọi thứ không còn đi theo đúng hướng đối với bản thân Lê Ngọc Tú nói riêng và Hà Nội Buffalo nói chung. Đội bóng thủ đô trải qua một mùa giải nhiều biến động và kết thúc ở vị trí thứ 5. Lần đầu tiên Buffalo cũng như tay ném sinh năm 1990 không được tận hưởng hương vị playoff. Một cái kết không thực sự có hậu, nhưng cả hành trình tại thủ đô là đủ để đem về cho Ngọc Tú những kỷ niệm đẹp. Hai mùa giải vừa qua, Tú đã thi đấu hết mình dù phong độ không ổn định, đặc biệt là ở mùa giải vừa qua, càng về cuối càng thấp. Nhưng Tú đã cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã thể hiện và đóng góp cho đội bóng. Tôi rất vui khi được thi đấu chung cùng các đồng đội tại Hà Nội Buffalo, được đội bóng chăm lo rất tốt và được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Tú rất vui và cảm ơn tình yêu bóng rổ mà người hâm mộ đã dành cho mình và đội bóng. Mong rằng, dù ai đến hay đi, các cổ động viên hãy luôn yêu quý và ủng hộ Hà Nội Buffalo. Trước khi mùa giải 2020 khởi tranh, tuyển thủ thành phố Hồ Chí Minh không còn là người của Hà Nội Buffalo. Anh trở về khoác áo Hồ Chí Minh City Wing, đội bóng đã cùng anh giành ngôi áo quân năm 2016 và là bệ phóng đưa cầu thủ này tới danh hiệu nội binh xuất sắc nhất năm ấy. Với Ngọc Tú, chơi cho đội bóng nào cũng không quá quan trọng. Bước sang tuổi 30, ưu tiên của anh lúc này không còn là trái bóng cam. Gia đình và sự nghiệp sau khi giải nghệ mới là điều khiến Tú bận tâm. Có nhiều lý do khiến Tú rời Hà Nội. Một là Tú muốn trở về thi đấu tại Sài Gòn. Hai là Tú muốn ổn định công việc tại đây. Ở độ tuổi này, những suy nghĩ như vậy không phải là điều hiếm có. Một local MVP khác là Phú Hoàng, năm nay 31 tuổi, cũng nói lời chia tay với Cần Thơ để trở về Hà Nội thi đấu theo tiếng gọi của gia đình và công việc. Tuy nhiên, một khi đã có điều kiện bước vào sân bóng, chắc chắn Lê Ngọc Tú cũng sẽ bỏ hết gánh nặng của những câu chuyện bên ngoài để cống hiến hết mình cho đội bóng. Tại Hồ Chí Minh City Wing, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn tái hợp giữa anh và Vincent Nguyễn, bộ đôi ăn ý cả khi thi đấu cũng như ngoài đời ở Hà Nội Buffalo. Vincent là một hậu vệ cầm bóng giỏi tại VBA, sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt cùng khả năng cầm bóng chắc. Việc được thi đấu bên cạnh Vin là một điều tuyệt vời. Về khả năng ăn ý, có lẽ phải đợi đến khi vào sân mới biết rõ được, vì chúng tôi mới chỉ chơi cùng nhau một mùa. Chắc chắn người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi sự kết hợp của Tú Kobe với Vincent Nguyễn cùng dàn cầu thủ trẻ của Wing. Một lần nữa, anh có cơ hội thực hiện những cú ném tầm trung, những tình huống đột phá cá nhân tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. VBA đang chờ đợi hình ảnh Local MVP trở lại trong hình hài của Lê Ngọc Tú.